Bitcoin trong tay nhưng không biết xử lý thế nào. Ngân hàng Trung ương Venezuela đang đánh giá nội bộ xem có thể lưu trữ tiền ảo trong ngân khố hay không. Tiết lộ trên được Bloomberg dẫn lời 4 nguồn tin giấu tên cho biết. Theo đó, nỗ lực này được thực hiện sau đề nghị của công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Petróleos de Venezuela S.A. muốn gửi Bitcoin và Ethereum vào ngân hàng trung ương để thanh toán cho nhà cung cấp. Giới chức Venezuela đang nghiên cứu đề xuất cho phép tiền ảo được tính như dự trữ quốc tế của nước, vốn đang ở mức thấp nhất trong 3 thập kỷ qua, chỉ khoảng 7,9 tỷ đô la Mỹ. Cấm vận của Mỹ với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã cản trở Venezuela tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu, khiến nước này gặp khủng hoảng kinh tế tệ nhất trong nhiều thập niên. Venezuela buộc phải tìm cách huy động tiền và sử dụng các kênh phi chính thống để thanh khoản. Kế hoạch triển khai tiền ảo của ông Maduro xem chừng đã thất bại. Nỗ lực huy động tiền ảo thành dự trữ quốc gia cho thấy tình hình bết bát của nền kinh tế này. Hiện chưa rõ Petróleos de Venezuela S.A. sẽ xử lý thế nào với Bitcoin và Ethereum. Công ty này đang rất khó nhận các khoản thanh toán qua kênh tài chính thông thường. Tháng trước, Petróleos de Venezuela S.A. buộc phải nhận 700 triệu đô la Mỹ thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, sau khi đối tác không thể tìm thấy kênh chuyển tiền phù hợp.